Các em học sinh lớp 12 thân mến, chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kết hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức. Trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tiết 47, bài tập quang phổ và một số bức xạ không nhìn thấy. Để buổi học đạt hiệu quả cao, các em cần chuẩn bị một số dụng cụ học tập sau: 1. Bút viết, 2. Vở ghi, 3. Sách giáo khoa. Và đặc biệt, các em nên chuẩn bị một chiếc điện thoại di động để chụp lại các nội dung kiến thức quan trọng mà các em chưa kịp ghi chép. Trong buổi học ngày hôm nay, thầy và các em sẽ cùng ôn tập và làm một số bài tập trắc nghiệm liên quan đến nội dung của hai mảng kiến thức. Mảng 1 là máy quang phổ lăng kính và các loại quang phổ. Mảng thứ hai là một số bức xạ không nhìn thấy trong thang sóng điện từ. Trước tiên, các em hãy quan sát một số hình ảnh sau. Những hình ảnh này liên quan gì tới nội dung buổi học ngày hôm nay? Để trả lời cho câu hỏi đó, các em cùng đến với nội dung về máy quang phổ lăng kính. Về công dụng của máy quang phổ lăng kính, dùng để phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc khác nhau. Cấu tạo của máy quang phổ lăng kính gồm 3 bộ phận chính: ống chuẩn trực, hệ tán sắc và buồng tối. Ống chuẩn trực cho chùm tia ló là chùm tia sáng song song với khe hẹp F nằm trên tiêu diện vật của thấu kính hội tụ L1. Hệ tán sắc có tác dụng tán sắc ánh sáng. Buồng tối là nơi thu các ảnh thật của khe hẹp F trên màn ảnh K. Đó chính là quang phổ của ánh sáng chiếu tới máy quang phổ, với màn ảnh K nằm trên tiêu diện ảnh của thấu kính hội tụ L2. Các em hãy vận dụng các kiến thức vừa nêu để làm một số bài tập trắc nghiệm sau. Câu 1. Bộ phận nào sau đây là một trong 3 bộ phận chính của máy quang phổ lăng kính? A. Mạch khuếch đại, B. Phần ứng, C. Phần cảm và D. Ống chuẩn trực. Các em có 15 giây để suy nghĩ và lựa chọn đáp án. Để lựa chọn được đáp án đúng cho câu hỏi này, các em cần nhớ lại cấu tạo của máy quang phổ lăng kính. Máy quang phổ lăng kính có cấu tạo gồm 3 bộ phận chính: ống chuẩn trực, hệ tán sắc và buồng tối. Qua đó, các em có thể lựa chọn được ngay đáp án đúng là D. Còn các phương án A, B, C thì sao? Trong chương trình vật lý lớp 12 thì mạch khuếch đại xuất hiện trong máy phát và thu sóng vô tuyến. Còn phần ứng và phần cảm là 2 bộ phận chính trong máy phát điện xoay chiều. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một câu hỏi khó hơn. Câu số 2. Chiếu vào khe hẹp F của máy quang phổ lăng kính một chùm sáng trắng thì: A. Chùm tia sáng tới hệ tán sắc gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ. B. Chùm tia sáng tới buồng tối là chùm sáng trắng song song. C. Chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc song song. D. Chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ. Các em có 15 giây để suy nghĩ và lựa chọn đáp án. Để lựa chọn được đáp án đúng cho câu hỏi này, các em cần nắm được đường đi của các tia sáng qua máy quang phổ. Trong phương án A, đây là hệ tán sắc. Đây là chùm tia tới hệ tán sắc. Ánh sáng chiếu tới máy quang phổ là ánh sáng trắng, cho nên chùm tia tới hệ tán sắc là chùm ánh sáng trắng song song. Vì vậy, phương án A là một phương án sai. Ở phương án B, đây là buồng tối. Đây là chùm tia sáng chiếu tới buồng tối. Chùm tia sáng chiếu tới buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc với các tia sáng đơn sắc cùng màu song song với nhau. Cho nên phương án B là phương án sai. Ở phương án C, đây là thấu kính của buồng tối. Và đây là chùm tia sáng ló ra từ thấu kính của buồng tối. Ta thấy chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ. Cho nên phương án C là phương án sai và phương án D là phương án đúng. Đáp án của câu này là D. Trên đây là những nội dung kiến thức lý thuyết về máy quang phổ lăng kính. Vậy trong thực tế, máy quang phổ lăng kính trông như thế nào? Chúng ta cùng quan sát hình ảnh quen thuộc của một máy quang phổ lăng kính mà các em đã biết ở bài học trước. Đây là loại máy có cấu tạo đơn giản, còn trong thực tế, ở các lĩnh vực khác nhau, máy quang phổ cũng có nhiều loại, như máy quang phổ phát xạ, máy quang phổ hấp thụ, máy quang phổ hồng ngoại và máy quang phổ tử ngoại, vân vân. Trên đây, chúng ta đã ôn tập xong về máy quang phổ lăng kính. Nhờ các máy quang phổ giúp ta có thể phân tích được quang phổ của các ánh sáng phát ra từ nguồn sáng. Từ đó, người ta đã phân loại được quang phổ thành hai loại: quang phổ phát xạ và quang phổ hấp thụ. Trong quang phổ phát xạ được chia thành hai loại là quang phổ liên tục và quang phổ vạch. Đó chính là nội dung mà chúng ta sẽ ôn tập cho phần tiếp theo. Để giúp các em nhớ lại những nội dung kiến thức liên quan đến phần này, các em hãy cùng làm một số câu hỏi trắc nghiệm. Câu 3. Quang phổ liên tục của một nguồn sáng gì? A. Phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng gì? B. Không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng gì? C. Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng gì mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó. D. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng gì mà chỉ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng đó. Các em có 15 giây để suy nghĩ và lựa chọn đáp án. Để lựa chọn được đáp án đúng cho câu hỏi này, các em cần nhớ lại các nội dung kiến thức liên quan đến quang phổ liên tục. Định nghĩa của quang phổ liên tục là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. Nguồn phát là do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí ở áp suất cao phát ra khi bị nung nóng. Đặc điểm chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát. Chính nhờ đặc điểm này mà người ta ứng dụng quang phổ liên tục để xác định nhiệt độ của nguồn phát. Và từ đặc điểm của quang phổ liên tục là chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng. Đáp án của câu này là C. Câu số 4. Quang phổ vạch phát xạ A. của các nguyên tố khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỷ đối của các vạch. B. là một hệ thống những vạch sáng hay vạch màu riêng lẻ ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. C. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng. D. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. Các em có 15 giây để suy nghĩ và lựa chọn đáp án. Để lựa chọn được đáp án đúng cho câu hỏi này, các em cần nhớ lại các kiến thức liên quan đến quang phổ vạch phát xạ. Định nghĩa là một hệ thống những vạch sáng hay vạch màu riêng lẻ ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. Nguồn phát là do chất khí hay hơi ở áp suất thấp phát ra khi bị kích thích. Và đặc điểm chỉ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hóa học nguồn phát và ứng dụng dùng để xác định thành phần cấu tạo hóa học nguồn phát. Dựa vào đặc điểm là chỉ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo hóa học nguồn phát, nghĩa là quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì cũng rất khác nhau về vị trí các vạch, về số lượng các vạch và về độ sáng tỷ đối của các vạch. Cho nên phương án A là một phương án sai. Theo định nghĩa về quang phổ vạch là một hệ thống những vạch sáng hay vạch màu riêng lẻ ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. Dựa vào định nghĩa này, chúng ta có thể thấy phương án B là một phương án đúng. Nguồn phát quang phổ vạch phát xạ là do chất khí hay hơi ở áp suất thấp phát ra khi bị kích thích. Phương án C là phương án sai. Còn phương án D là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. Thì đây muốn nói đến quang phổ liên tục chứ không phải quang phổ vạch phát xạ. Vì vậy, phương án D cũng là một phương án sai. Vậy đáp án đúng cho câu này là B. Câu 5. Quang phổ hấp thụ của một chất khí A là các vạch tối trên nền quang phổ liên tục, B là các vạch tối hay các đám vạch tối trên nền quang phổ liên tục, C là một dải màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục, D là hệ thống các vạch màu riêng lẻ ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. Các em có 15 giây để suy nghĩ và lựa chọn đáp án. Để chọn được đáp án đúng cho câu hỏi này, các em cần nhớ lại nội dung kiến thức liên quan đến quang phổ hấp thụ. Về định nghĩa, quang phổ hấp thụ là các vạch tối hay các đám vạch tối trên nền quang phổ liên tục. Đọc đến đây, có lẽ nhiều bạn sẽ vội vàng chọn ngay đáp án là B. Nhưng các em lưu ý, quang phổ hấp thụ của chất rắn hay chất lỏng là các đám vạch tối trên nền quang phổ liên tục. Nhưng quang phổ hấp thụ của một chất khí chỉ là các vạch tối trên nền quang phổ liên tục. Cho nên đáp án đúng là A. Đây là 3 hình ảnh thầy nêu ra từ đầu bài. Hình 1 là hình ảnh về mặt trời, khối cầu khí nóng sáng khổng lồ. Nhờ phép phân tích quang phổ mà người ta có thể xác định được nhiệt độ cũng như thành phần cấu tạo hóa học của mặt trời, cũng như các ngôi sao ở rất xa chúng ta. Ở hình 2 là hình ảnh về hóa chất được chứa trong các lọ. Cũng chính nhờ phép phân tích quang phổ mà có thể giúp chúng ta xác định được thành phần cấu tạo hóa học của các chất hoặc hợp chất một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đặc biệt là đối với khí trơ, là những khí mà hoạt động hóa học của chúng rất yếu. Qua 3 câu hỏi, chúng ta đã nhắc lại các nội dung kiến thức về quang phổ liên tục, quang phổ vạch và quang phổ hấp thụ. Để giúp các em ghi nhớ có hệ thống, thầy có bảng tổng kết sau. Qua bảng tổng kết này, các em có thể thấy kiến thức về mỗi quang phổ được chia thành 4 nội dung: định nghĩa, nguồn phát, đặc điểm và ứng dụng. Quan sát theo hàng ngang ở mỗi nội dung kiến thức, các em có thể thấy được điểm giống và khác nhau của 3 loại quang phổ. Ví dụ như về định nghĩa, quang phổ liên tục là một dải có màu từ đỏ đến tím. Còn quang phổ vạch là hệ thống những vạch sáng hay vạch màu riêng lẻ. Còn quang phổ hấp thụ là các vạch tối hay các đám vạch tối. Từ đó có thể giúp các em ghi nhớ lâu hơn và không bị nhầm lẫn. Chúng ta đã ôn tập xong mảng kiến thức thứ nhất về máy quang phổ lăng kính và các loại quang phổ. Tiếp theo, chúng ta sẽ ôn tập sang mảng kiến thức thứ hai, một số bức xạ không nhìn thấy trong thang sóng điện từ. Trong phần này, chúng ta sẽ ôn tập theo 4 nội dung: bản chất, nguồn phát, tính chất cơ bản và ứng dụng. Trong mỗi nội dung, các cụm từ chìa khóa có đánh số sẽ xuất hiện đồng thời 1, 2, 3, 4. Mỗi cụm từ chìa khóa là một đơn vị kiến thức. Các em có 20 giây trong mỗi chủ đề để điền số tương ứng của từ chìa khóa vào các ô. Chúng ta cùng làm một ví dụ bản chất của các bức xạ. Thầy có 4 từ chìa khóa. Số 1 là sóng điện từ. Số 2 là bước sóng cỡ 10 mũ trừ 9m đến 0,38 micromet. Số 3 là bước sóng cỡ 10 mũ trừ 11m đến cỡ 10 mũ trừ 8m. Và số 4 là bước sóng từ 0,75 micromet đến cỡ mm. Với cụm từ chìa khóa số 1, cả 3 bức xạ là tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X đều là sóng điện từ. Số 1 sẽ được điền vào cả 3 ô bản chất của 3 bức xạ. Ở từ chìa khóa số 2, bước sóng cỡ 10 mũ trừ 9m đến 0,38 micromet. Đây là giải bước sóng của tia tử ngoại, nên số 2 sẽ được điền vào ô bản chất của tia tử ngoại. Số 3, bước sóng cỡ 10 mũ trừ 11m đến cỡ 10 mũ trừ 8m. Đây là giải bước sóng của tia X, nên số 3 sẽ được điền vào ô bản chất của tia X. Số 4, bước sóng từ 0,75 micromet đến cỡ mm. Đây là giải bước sóng của tia hồng ngoại, cho nên số 4 sẽ được điền vào ô bản chất của tia hồng ngoại. Sau đây, các em hãy cầm bút và bắt đầu với nội dung về nguồn phát. Có 3 cụm từ chìa khóa được đưa ra. Các em có 20 giây để suy nghĩ và điền số. Ở cụm từ chìa khóa số 1, các vật có nhiệt độ từ 2000 độ C trở lên, thì đây chính là nguồn phát của tia tử ngoại, cho nên số 1 sẽ điền vào ô nguồn phát của tia tử ngoại. Ở cụm từ chìa khóa số 2, các vật có nhiệt độ cao hơn 0K. Đây là nguồn phát của tia hồng ngoại, cho nên số 2 sẽ được điền vào ô nguồn phát của tia hồng ngoại. Các em lưu ý, để phát ra tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh thì điều kiện là vật phải có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của môi trường xung quanh. Các vật rắn khi bị chùm electron có năng lượng lớn đập vào, thì đây là nguồn phát của các tia X, cho nên số 3 sẽ được điền vào ô nguồn phát của tia X. Tiếp tục với nội dung về tính chất cơ bản, có 4 cụm từ chìa khóa đầu tiên được nêu ra. Các em có 20 giây để suy nghĩ và điền số. Ở cụm từ chìa khóa số 1 là tuân theo quy luật phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa, thì cả 3 bức xạ tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X đều là sóng điện từ, cho nên nó tuân theo các quy luật của sóng. Vì vậy, số 1 được điền vào cả 3 ô tính chất cơ bản của 3 bức xạ. Ở từ chìa khóa số 2 có khả năng gây ra các phản ứng hóa học tác dụng lên phim ảnh. Đây là tính chất của cả 3 loại bức xạ này, cho nên số 2 sẽ được điền vào ô tính chất của cả 3 bức xạ. Từ chìa khóa số 3 và số 4 có khả năng ion hóa chất khí và kích thích sự phát quang của các chất, thì đây là các tính chất của tia tử ngoại và tia X. Còn tia hồng ngoại không có hai tính chất này, cho nên số 3 và số 4 sẽ được điền vào ô tính chất cơ bản của tia tử ngoại và tia X. Tiếp theo, vẫn trong nội dung tính chất cơ bản, chúng ta có 5 cụm từ chìa khóa. Các em có 20 giây để suy nghĩ và điền số. Ở cụm từ chìa khóa số 5 bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh và truyền được qua thạch anh, thì đây là một tính chất của tia tử ngoại, cho nên số 5 sẽ được điền vào ô tính chất của tia tử ngoại. Số 6 có tác dụng sinh học, thì đây là tính chất của tia tử ngoại và tia X, cho nên số 6 sẽ được điền vào ô tính chất của tia tử ngoại và tia X. Số 7 biến điệu được như sóng điện từ cao tần, thì đây là một tính chất của tia hồng ngoại, cho nên số 7 sẽ được điền vào ô tính chất của tia hồng ngoại. Tính chất này thì tia tử ngoại và tia X không có. Số 8 có khả năng đâm xuyên, tính chất nổi bật, thì đây là tính chất nổi bật của tia X, cho nên số 8 được điền vào ô tính chất của tia X. Số 9 tác dụng nổi bật là tác dụng nhiệt, đây chính là một tính chất của tia hồng ngoại, nên số 9 sẽ được điền vào ô tính chất của tia hồng ngoại. Chúng ta cùng quay trở lại với 3 hình ảnh được nêu ra từ đầu buổi học. Đây chính là hình ảnh thể hiện các ứng dụng về tính chất tác dụng lên kính ảnh của 3 loại bức xạ. Hình 4 là hình chụp đám đông bằng thiết bị sử dụng tia hồng ngoại. Dựa vào màu sắc của các vùng sáng trên bức ảnh, ta có thể biết được nhiệt độ của vùng đó. Ở hình 5 là hình chụp mặt trời bằng thiết bị sử dụng tia tử ngoại. Và ở hình 6 là hình chụp bàn tay bằng thiết bị sử dụng tia X. Không chỉ có những ứng dụng như trên mà các bức xạ này còn rất nhiều các ứng dụng quan trọng khác. Tia hồng ngoại còn được sử dụng trong sưởi ấm, sấy khô, trong bếp hồng ngoại, trong máy ảnh hồng ngoại, trong điều khiển từ xa và trong tên lửa tìm mục tiêu bằng hồng ngoại. Và còn nhiều cái ứng dụng khác của tia hồng ngoại. Đối với tia tử ngoại, trong y tế, tia tử ngoại sử dụng trong tiệt trùng các dụng cụ y tế, trong chữa bệnh còi xương, dùng để kích thích phát sáng như trong đèn ống, để kiểm tra tiền giả, vân vân, còn rất nhiều các ứng dụng khác nữa. Ứng dụng của tia X là trong y tế là chụp X-quang, điều trị ung thư, trong giao thông sử dụng trong máy kiểm tra hành lý dùng tia X, hoặc trong công nghiệp có thể dùng để dò tìm khuyết tật trong các chi tiết đúc và nhiều các ứng dụng khác nữa của tia X. Trên đây là toàn bộ những nội dung kiến thức chúng ta đã học về 3 loại bức xạ không nhìn thấy. Chúng ta có thể tổng kết trong bảng sau. Cũng như bảng tổng kết về 3 loại quang phổ mà các em đã học, thì 3 loại bức xạ này cũng có 4 nội dung kiến thức về bản chất, về nguồn phát, về tính chất cơ bản và về ứng dụng. Các em cần lưu ý ở mỗi nội dung kiến thức theo hàng ngang, các em cần so sánh được những điểm giống và điểm khác nhau để tránh nhầm lẫn trong quá trình làm bài. Sau đây, các em hãy vận dụng các kiến thức trên để làm một số bài tập trắc nghiệm. Câu 6. Tia hồng ngoại là những bức xạ có: A. Bản chất là sóng điện từ. B. Khả năng ion hóa mạnh không khí. C. Khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm. D. Bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. Các em có 15 giây để suy nghĩ và lựa chọn đáp án đúng. tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ, cho nên đáp án A là đúng. Tia hồng ngoại không có khả năng ion hóa mạnh không khí, không có khả năng đâm xuyên mạnh, có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ, cho nên đáp án B, C và D là sai. Vì vậy, đáp án đúng là A. Câu 7. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai? A. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. B. Tia tử ngoại dễ dàng đi xuyên qua tấm chỉ dày cỡ cm. C. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí. D. Tia tử ngoại có tác dụng sinh học, diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào da. Các em có 15 giây để suy nghĩ và lựa chọn đáp án. Để lựa chọn được đáp án đúng cho câu này, các em cần nhớ lại những kiến thức về tia tử ngoại. Tia tử ngoại có tác dụng lên phim ảnh, làm ion hóa không khí và có tác dụng sinh học, cho nên phương án A, C, D là đúng. Tia tử ngoại không có khả năng đi xuyên qua tấm chì dày cỡ cm. Đáp án của câu 7 là B. Câu 8. Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại. B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại. C. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại. D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí. Các em có 15 giây để suy nghĩ và lựa chọn đáp án. Để lựa chọn được đáp án đúng cho câu này, các em cần nhớ lại các kiến thức liên quan đến tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Ở phương án A, bước sóng của tia hồng ngoại từ cỡ 0,75 micromet đến cỡ mm. Bước sóng của tia tử ngoại từ cỡ 10 mũ trừ 9m đến 0,38 micromet. Cho nên, bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại là đúng. Ở phương án B, tia hồng ngoại không có khả năng gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại, mà nó chỉ có khả năng gây ra hiện tượng quang điện trong với một số chất bán dẫn. Đây là nội dung mà các em sẽ được học ở chương sau. Cho nên phương án B là phương án sai. Mọi vật có nhiệt độ lớn hơn 0K đều có thể phát ra tia hồng ngoại, cho nên C sai. Tia hồng ngoại không có khả năng ion hóa chất khí, cho nên D sai. Vì vậy, đáp án của câu này là A. Câu 9. Một trong số những ứng dụng của tia tử ngoại là A. Chụp điện, chiếu điện trong y tế. B. Chụp ảnh bề mặt trái đất từ vệ tinh. C. Tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại. D. Tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. Các em có 15 giây để suy nghĩ và lựa chọn đáp án. Để lựa chọn được đáp án đúng cho câu này, các em cần nhớ lại các ứng dụng của tia tử ngoại. Một trong số ứng dụng của tia tử ngoại là tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại dựa trên khả năng làm phát quang một số chất. Vậy đáp án của câu này là D. Ở đáp án A và C chính là các ứng dụng của TX nhờ khả năng đâm xuyên của nó. Để chụp ảnh trái đất, người ta có thể sử dụng bức xạ hồng ngoại. Câu 10. Tia X không cùng bản chất với A. Tia hồng ngoại, B. Sóng vô tuyến, C. Tia tử ngoại và D. Sóng siêu âm. Các em có 15 giây để suy nghĩ và lựa chọn đáp án. Trong nội dung chúng ta đã ôn tập thì tia X có bản chất là sóng điện từ, còn sóng siêu âm có bản chất là sóng cơ. Cho nên tia X không cùng bản chất với sóng siêu âm. Vì vậy, đáp án của câu này là D. Trong 3 phương án còn lại, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến và tia tử ngoại đều là sóng điện từ. Ngoài ra, còn có ánh sáng nhìn thấy, tia gamma, loại tia mà sẽ được đề cập đến ở phần vật lý hạt nhân, cũng có chung bản chất đó. Dựa vào sự khác nhau của bước sóng hay tần số của chúng, người ta đã sắp xếp chúng thành thang các bức xạ có chung bản chất sóng điện từ, được gọi là thang sóng điện từ. Quan sát trên thang sóng điện từ, kết hợp với những nội dung kiến thức các em đã học, chúng ta có thể thấy, mặc dù chúng có chung bản chất là sóng điện từ, nhưng chính sự khác nhau về tần số hay bước sóng dẫn đến sự khác nhau về tính chất và tác dụng của chúng. Đến thời điểm hiện tại, trong phổ sóng điện từ có bước sóng dài nhất cỡ hàng chục km đến bước sóng ngắn nhất cỡ 10 mũ trừ 15 m đã được khám phá và sử dụng. Câu 11. Để đo thân nhiệt của một người mà không cần tiếp xúc trực tiếp, ta dùng máy đo thân nhiệt điện tử. Máy này tiếp nhận năng lượng bức xạ phát ra từ người cần đo. Nhiệt độ của người càng cao thì máy nhận được năng lượng càng lớn. Bức xạ chủ yếu mà máy nhận được do người phát ra thuộc miền A. Hồng ngoại, B. Tử ngoại, C. Tia X và D. Ánh sáng nhìn thấy. Các em có 15 giây để suy nghĩ và lựa chọn đáp án. Các em thân mến, máy đo thân nhiệt điện tử hay còn gọi là nhiệt kế hồng ngoại sử dụng hai cảm biến hồng ngoại là thu sóng hồng ngoại từ đối tượng đo và cảm biến nhiệt độ của môi trường là xác định nhiệt độ của môi trường bên ngoài. Thông qua những chương trình tính toán và lập trình sẵn sẽ cho nhiệt độ của đối tượng đo. Vì vậy, đáp án của câu này là A. Loại máy này có rất nhiều ưu điểm như cho kết quả nhanh, chính xác, dễ sử dụng, đặc biệt là không cần tiếp xúc với đối tượng đo. Vì thế, thiết bị này hiện đang được sử dụng rất rộng rãi và góp phần không nhỏ vào công tác phòng dịch COVID-19 hiện nay. Câu 12. Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế đã phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thiết kế chế tạo thành công buồng khử khuẩn toàn thân sử dụng nước muối ion và công nghệ diệt khuẩn. Thiết bị này có sử dụng một loại tia ở chế độ an toàn. Tia đó là A. Tia X, B. Tia tử ngoại, C. Ánh sáng nhìn thấy và D. Sóng vô tuyến. Các em có 15 giây để suy nghĩ và lựa chọn đáp án. Như các em biết là buồng khử khuẩn toàn thân do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường Bộ Y tế kết hợp cùng với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thiết kế có nhiều phiên bản nhưng dựa trên hai mô đun cơ bản. Mô đun ướt là diệt khuẩn bằng khí ozone và muối ion phun dưới dạng mù sương. Mô đun khô là dùng nhiệt và tia tử ngoại để diệt vi khuẩn, virus. Chính vì vậy mà đáp án đúng cho câu này là B. Ưu điểm của buồng khử khuẩn toàn thân là diệt được đến trên 90% các loại virus vi khuẩn. Đến đây chúng ta đã nhắc lại kiến thức về hai mảng. Thứ nhất là máy quang phổ lăng kính và các loại quang phổ. Thứ hai là một số bức xạ không nhìn thấy trong thang sóng điện từ. Các em cần nắm chắc các nội dung kiến thức vừa ôn tập để làm các bài tập trắc nghiệm. Các em cần nắm chắc nội dung kiến thức đã học, đặc biệt là đối với những nội dung kiến thức tương tự nhau, các em cần tự phân tích để thấy được những điểm giống và khác nhau của các đơn vị kiến thức, từ đó giúp các em nhớ lâu và không bị nhầm lẫn khi làm các bài tập trắc nghiệm. Để giúp các em có thêm tư liệu, luyện tập và củng cố các kiến thức chúng ta vừa ôn tập. Các em có thể tải một số bài tập trắc nghiệm dựa theo một trong hai cách trên. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Chúc sức khỏe các em. Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Chào tạm biệt các em.